Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức xôn xao ở trên cộng đồng mạng thưa quý vị. Và đây là hình ảnh của chính phủ ông Đào Minh Quân hay còn gọi là ông Đăng Minh Quào. tin tức từ trên thiên đình Facebook cho biết là mở ngoặc kép tổng thống đóng ngoặc kép Đào Minh Quân ký xác lệnh các điều khoản cấm vận kinh tế Nga, Putin và các quan chức Nga trong thời gian tới. Nói chung là nhìn hình ảnh thì thấy ông Đào Minh Quân này mặc áo vest trắng, áo sơ mi trắng, đáng cầm viết, ký rất là khí thế. Và xung quanh ông thì có hai hộ pháp mặc đồ sẫm màu đen đeo nhành dương liễu cầu vai nón casket đeo kiến đen đứng hộ vệ rồi bé vị không biết là mấy ông này là chức vụ gì chắc có lẽ cũng là mở ngoặt kép đại tướng đóng ngoặt kép hoặc là bộ trưởng bộ quốc phòng hay là tư lệnh phó vân vân rồi quý vị thì hình ảnh cho thấy là trên một chiếc bàn bình thường màu trắng có hai ly và một chai nước. Nói chung thì có vẻ như ông Đào Bình Quân rất khát nước thưa quý vị. Chai nước này được đặt ở bên tay phải gần phía cuối của màn hình. Nói chung là làm việc ký kết này hết sức vất vả cho nên ông rất khát nước uống tới hài ly rồi quý vị. Rồi bên uh, hai bên thì có hình ảnh của những cái tập quảng cáo hay tập sang. có hình ảnh của chính ông uh, đào minh quân ở giữa trên nền vàng với ba sọc đỏ vân vân. Phía trước thì uh, có một bình bông giả và phía sau thì uh, có một số uh, những người mặc Áo uh, sẫm màu, giống như áo quân phục, hoặc là áo uh, lễ ghi. Và ở chung thì uh, đội Cascade trông rất giống như mấy ông nhà đòn thưa quý vị. Người ta thường hay gọi là lính nhà đòn. Ở Hoa Kỳ này thì họ thường hay mặc áo như thế này và đội nó Cascade không biết bên Việt Nam chắc cũng có những người mà người ta làm lễ những công ty thì à, ăn mặc rất chỉnh chu mặc áo sẫm màu đồng màu với à, quần gọi là đồng phục đội à, nón casket đi khi hòm thưa quý vị thì đó là người ta nói là lính nhà hòm thì không biết là quyền lực như thế nào mà ông gọi là đứng đầu mở ngoặc kép chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa lưu vong đóng ngoặc kép thưa quý vị đã cầm bút ký hết sức là khí thế ở trong chủ trương của ông Đào Minh Quân là lấy lại cái tổ không làm khổ chim và trưng cầu nói chung là ý dân thưa quý vị, nói chung là ông mà dùng những chiêu trò để mà lôi kéo những người dân, những người mà ham chức ham quyền thưa quý vị, nhưng mà đây là chức quyền ảo, chúng ta xin nói là chỉ có trên không gian mạng thiếu ta trung ta đại ta chuẩn tương thiếu tương trung tương đại tướng tất cả đều là ảo là do ông đào minh quân tung ra dành cho những người việt những người gốc việt vẫn thích uh, chức danh ảo không có thật thưa quý vị chúng tôi biết chắc là những người này không ai được trả lương không ai có văn phòng để làm việc mỗi ngày vân vân thưa quý vị ở cộng đồng ở hải ngoại này thì có những người rất là ham danh, háo danh. Cuối tuần không có chuyện gì làm, không biết chuyện gì để làm thưa quý vị. Thì thường tụ tập, tự xưng, tân bốc lẫn nhau, lập tổ chức này, tổ chức đó chủ yếu là gây quỷ, lấy tiền, ăn nhậu, nhảy đầm, vân vân thưa quý vị nói chung là phần đông như thế, à, chúng tôi cũng không chụp mũ tất cả các hội đoàn hay các uh, tổ chức ở hải ngoại, nhưng mà trong cộng đồng có một số tổ chức thùng rỗng kêu to, giao to, búa lớn và diễn hài, diễn kịch thưa quý vị. Nói chung là tung ra những chiều như thắng kiện 36 ngàn tỷ đô la kiện chỗ này kiện chỗ kia kiện ở tòa án quốc tế kiện lần liên hiệp quốc vân vân thưa quý vị nói chung là tung đơn kiện nhiều hơn đi rải muối gạo nữa thưa quý vị còn mà thắng kiện xin mở ngoặc kép là không biết thắng ở đâu chánh án là ai bản án như thế nào chế tài ra sao và đã tịch thu được tài sản như thế nào vân vân thưa quý vị và đã chia chác được cho ai cho ông nào lính nhà đòn hay trung tướng đại tướng thiếu tướng chuẩn tướng đại tá trung tá thiếu tá vân vân thưa quý vị trên thưa là chính phủ uh, không có đơn vị lính, không có binh nhất, không có binh nhì, không có trung sĩ, thượng sĩ, thưa quý vị. Không có hạ sĩ, mà đây là chính phủ chỉ có sĩ quan khung, cán bộ khung, tư lệnh sư đoàn, tư lệnh phó sư đoàn, hoặc là cỡ cỡ như là chỉ huy trưởng, thưa quý vị. Còn tệ tệ thì uh, phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng còn cao cao hơn thì tổng trưởng rồi cục trưởng cục dân vận cục tuyên huấn cục quân huấn rồi bộ tư lệnh tiền phương bộ tư lệnh tác chiếm bộ tư lệnh đặc nhiệm nhiệm sở đặc biệt vân vân thưa quý vị nói chung thì ngày xưa nghe nói và chưa ai kiểm chứng là ông Đào Minh Quân là cựu trung quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nhưng mà từ khi sang và ra hải ngoại Thì ông bỗng dưng trở thành thủ tướng Rồi thủ tướng nhiều năm Chưa thấy đã chưa thấy thích Nhảy một phát lên, tạm Mở ngoài kép, tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa lưu vong vân vân thưa quý vị. Rồi bây giờ sắp lên hoàng đế Đào Minh Quân vào ngày 29 tháng 4 tới đây.